trong gần đây. Vâng, game thủ mới gia nhập Clan Nam sẽ còn yêu ở trong gần đây. Tỷ số hiện tại đang là không đều. Và chờ chút để mình sửa tên. Kamachi lớp Kamachi thì lớp gì? Ok, chúng ta sẽ đến với trận đầu tiên gối đầu giữa Kamachi và game thủ chim sẻ. Kamachi là một game thủ đã từng thi đấu từ thời điểm rất lâu. Ông này thi đấu sau cái thời của tôi một chút xíu, thời tôi còn ở trong team KTV Handsome. Cách đây khoảng tầm 3-4 năm gì đấy. À không, phải lâu hơn. Phải tầm 5-6 năm gì đấy. Kamachi đã chơi rồi. Nhưng thời điểm đó thì Kamachi vẫn chỉ là một game thủ theo tình trạng là không chuyên, cũng chỉ thi đấu theo kiểu nghiệp dư thôi. Thi đấu đánh kiểu các kèo cỏ với các game thủ thuộc tầm top 2. Bây giờ thì Kamachi đã chuyển về Clan Nam Sài Gòn. Trước đó thì Kamachi có mặt ở trong Clan Nam Scarlet, nhưng mà dường như cũng không được anh Yugi trọng dụng cho lắm. Bây giờ thì Kamachi về với Sài Gòn. Và hiện tại thì Kamachi đang có những kèo đấu cặp với cả game thủ Dương Đại Vĩnh, và cũng đang có những kết quả khá khả quan dành cho Sài Gòn. Vâng, sẻ vừa ăn xong rồi. Vô dị ứng với tên lớp của em. Thực ra thì em thấy rằng anh em không bị dị ứng với tên lớp gì cả. Thực ra thì về lớp nó một trong những game thủ em khá là quý. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh em comment từ lớp ở trên chat là quá nhiều, người ta gọi là spam đấy. Khi mà em ban anh em thì anh em lại nói rằng cái vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng thực ra thì anh em lớn rồi, chắc là ai cũng biết rằng cái từ lớp đó là từ spam. Đúng ạ, nó chả ý nghĩa gì cả. Đó là cái từ spam thôi. Anh em vẫn cố gắng để đấy nhưng mà thôi. Thì em bỏ qua vấn đề đấy, còn em cứ comment gì comment thì em không không ban không cùng. Vâng, một vòi phía khá xa dành cho chim sẻ. Vâng, xung quanh nhà đang có một con sư tử. Bài của chim sẻ tiếp tục là khủng. Nhưng mà tôi đang cảm thấy rằng bài này đang hơi thiếu về đồ ăn. Chim sẻ nên cho hai dân đi dò từ sớm đi. Bài này rất có thể là chim sẻ sẽ khó để có thể lên đời đấy. Hiện tại em vừa gọi một cái lương khô rồi, nhưng mà không biết là bao giờ quán mới mang ra. Quán này mà gọi theo kiểu cơm rang dưa bò hay là kiểu là cơm bò sốt nấm chẳng hạn thì mang ra nhanh lắm, mà gọi lương khô thì bao giờ mới mang ra. Lương khô quán này bán 5 cành. Chiều buổi trưa làm một lương khô rồi, tối làm một lương khô nữa. Ngày 2 lương khô là đủ ấm bụng. Thế không hiểu sao mình vẫn béo được. Tài thật. Chắc là do ăn ở tốt. Ăn ở hiền lành và tốt bụng nên mà vẫn béo. Vâng, bài chim sẻ đang tạm thời chưa đủ đồ đâu. Vâng, vừa nói xong thì đủ đồ rồi. Hai đàn hiêu cộng với một mỏ phụ cộng với cả một con voi là đã đủ đồ dành cho chim sẻ. Bài này chim sẻ đang khá mắc bình. Nhưng bên phía Kamachi, bên phía bên kia thì Kamachi không phải là game thủ gà nhá. Kamachi có trình độ rơi vào khoảng tầm để xem nào, tầm thú suất. Đánh cung thì phải hơn thú suất một chút, đánh ăn đầm thì là cân thú suất. Đấy nên là sẻ phải cẩn thận và tập trung. Hiện tại chim sẻ sẽ cần phải đối đầu với cả hai game thủ nữa. Kamachi là 1 và game thủ Sơ Luyến là 2. Không biết Sơ Luyến còn thi đấu không? Thế có nhiều anh em bảo là Sơ Luyến đang bỏ giải khi mà hình như là đau bụng à? Giải này lắm ông đau bụng chứ nhở? Vâng, Hà cũng đau bụng này. Mấy ông thì tôi thấy bỏ giải này thì cũng đau bụng. Ông buổi sáng thì anh Huy đang thi đấu cũng đau bụng. Đấy. Bài sẻ 3 S thôi. S2 hơi xấu. Và anh cánh rừng này chắc ăn một tí là nó hết thôi. Thêm một E nữa dành cho chim sẻ. Như vậy đây là bài mà sẻ đang muốn đánh tới 29 dần. Đây sẽ là BM. Và BA đã xây ở trên dốc. Tất nhiên rồi.
Nhưng mà phải là ở dưới dốc chứ không phải là trên dốc, không sao. Những chiếc bè khác của đội sẽ chim sẻ sẽ được xây ở trên dốc và tiền về sau. Hình như chết một dần dày game thủ Kamachi. Kích đời 10 phút 10 giây với 29 ông dân của AC. Rất trâu giật mặc dù lên không sớm. Vâng, có bạn đang hỏi là 19k like, 19k người xem mà có 13k like. Anh em lại quá nhầm, không phải là 19k đâu, lúc nãy nó lên tới 30 mấy k cơ, nó lên tới 39k mà chỉ có 13k like thôi. Hơi đáng buồn dành cho các anh em đang hỏi kèo đấu này qua fanpage của game thủ chim sẻ. Vâng, cái việc like dành cho game thủ chim sẻ là anh em mất có đúng một thao tay thôi duy nhất, click chuột thế là xong. Nhưng anh em lại khá lười, chỉ là like thôi mà, nhưng đó là cách thiết thực nhất để ủng hộ cho chim sẻ. Ngày xưa thì anh em xem đế chế anh em sẽ cần phải trả phí. Tôi vẫn nhớ cái thời mà trả phí đến từ Game TV. Ngày xưa Game TV thu phí hình như là mấy trăm đồng một phút đấy. Quy ra là anh em sẽ mất khoảng mấy nghìn trong vòng một ngày nếu mà xem dõi cả cái giải đấu. Mất mấy nghìn thôi, mấy nghìn tiền mặt đấy. Thời điểm đấy anh em kêu rất khỏe, nhưng bây giờ anh em kêu còn khỏe hơn. Mặc dù là vâng, không mất phí để có thể theo dõi, mà anh em chỉ cần like thôi. Bài sẻ thì là 3 bet rưỡi, có thể gọi là 3 bet rưỡi, nhưng mà chiếc nhà bet thứ hai thì sẽ tù dần theo thời gian. Cái mét này là cực kỳ mỏng. Sẻ đang đánh với bài 5 nhà bia. Năm con QR trong tuần đầu kia. Kamachi trận đấu này dù lên đời muộn hơn so với cả game thủ chim sẻ một chút xíu thì phải. Chim sẻ đang đi tờ rờ đầu tiên lên góc 3 giờ. Và đây là cái góc nhà của game thủ Kamachi. Kamachi sẽ có bàn đánh mấy ạ? Vâng, nhà của Kamachi, vâng, cùng rờ của Kamachi đã vào nhà của game thủ chim sẻ. Một tình huống khá bất ngờ đến từ game thủ của Sài Gòn. Phải chăng đây là bài dâng A? Chuẩn rồi. Vâng, đây là bài đi dâng A của game thủ Kamachi lớp. Vâng, một bài đi dâng A của Kamachi. Kamachi có 2 tấn công vào nhà của chim sẻ và chim sẻ hiện tại mới đang chỉ đang có 1 tấn quân để có thể thủ nhà. Chim sẻ tạm thời mất khoảng tầm 3 giây lăn gỗ, nhưng mà số lượng lực và số lượng quân của em vẫn đang còn khá nhiều. Khoanh ruộng bị chơi vào, còn Kamachi đang ngồi về để bắt quân của game thủ chim sẻ. Chim sẻ định vẩy E để bắt một con cung gờ của game thủ Kamachi, nhưng Kamachi vẩy E để bắt nhiều cung gờ của game thủ chim sẻ hơn. Hôm nay thì Kamachi đang có lợi thế khi đầu với cả game thủ chim sẻ. Hiện tại thì chim sẻ đang phải kéo tân cung gờ của mình về. Một tân quân khác của Kamachi dường như đang được đẩy thẳng vào nhà của game thủ chim sẻ thì phải. Một bài đi dâng A đang là khá tốt của game thủ Kamachi. Không hề đơn giản trong tình huống như thế này. Chim sẻ cần phải có một pha về E thật tốt để bắt cục. Đúng rồi. Vâng, đây là pha về E của chim sẻ dành cho Kamachi. Và sau đó chim sẻ cần phải chạy dần. Đen ruộng, đen bê gò, đen các kiểu loa điều ra để có thể đứng quân đẹp hơn. Thế đứng quân của game thủ chim sẻ nằm ở trên dốc so với thế đứng quân của game thủ Kamachi. Giờ này Kamachi đang để mất rất nhiều quân và ở bên ngoài thì chuyển sang đi móc. Nhưng tuần đấu quân này thì chim sẻ đang là người lãi hơn so với Kamachi. Ruộng chính của chim sẻ không phải là quá nhiều. Bằng này ruộng thì chim sẻ chỉ đủ được để sóc tầm 4A thôi. Nhưng tôi nghĩ là thì hiện tại thì 4A cũng là đã đủ rồi. Bởi vì Kamachi dường như đã lã hết lực. Quân tôi thấy rằng Kamachi không để lên quá đều so với quân của game thủ chim sẻ nữa. Vâng, chim sẻ đã thủ nhà thành công. Và bây giờ thì lợi thế đang quay trở lại với em. Kamachi vẫn đang cố gắng để mọc máy. Đang cố gắng để mọc máy nhưng thực sự là khó. Và anh em đi rất nhiều đạo quân nhưng chim sẻ cũng đang có 2 đạo để có thể bắt đường đi quân của anh. Đang làm ngay 5 cục. Rất hay. Làm ngay 5 cục. Thêm một cái ruộng nữa. Hiện tại chim sẻ đang chuyển từ bài có 3 BS chuyển sang bài 2 BS. Nhưng mà thế là đủ để sóc cục rồi. Bạn sẽ cũng không cần ra dân và chỉ cần đánh tài châu cùng để có thể thủ được nhà thôi là sẽ có chiến thắng. Giờ này Kamachi đang khá đông quân, pha giải E của game thủ chim sẻ dành cho Kamachi. Rất đông quân của game thủ chim sẻ. Sẽ đang có phải hiện răng để ăn cung gờ của Kamachi. Kamachi đang phải tẩu thoát và lực đã hết chưa.
Dương Hà cũng khá hay đấy chứ. Cũng khá hay. Kamachi vẫn đang ra được quần, vẫn là 5 nhà BA rồi với Kamachi này. Không đơn giản đâu. Và không biết anh An Hoàng ở đâu mà lực của anh vẫn khỏe đến như vậy. Phải chăng An Hoàng bỏ quả này chuẩn rồi. Như vậy đang An Hoàng bỏ quả này. Chúng trẻ bắt đầu bán. Vâng, Kamachi đang muốn lao vào trong nhà của Sẻ một tơ. Nhưng mà nhà của Sẻ thì kín rồi. Sẻ cần phải kéo quần về để bắt lại tơ này. Vâng, đang muốn vào. Đây là 4 cung R của Kamachi thôi, chứ không phải là quá nhiều. Vâng, mỏ gỗ lại bị công bằng. Đồ đánh của Kamachi là tương đối khó chịu. Nhưng mà chị vâng, Kamachi đang phải công vào một cái tảng đá. Người ta gọi là một hòn đá tảng. Rất cứng cáp. Tại chim sẻ đang có lợi thế rất nhiều. Vâng, tiếp tục là pha giải đấu của chim sẻ dành cho Kamachi. Vâng, còn chạy được khoảng tầm 3 con. Vâng, Kamachi anh vẫn chưa quit khi mà ở nhà của anh ở dưới vẫn đang còn ăn hoạt. Liên tục là những pha về của chim sẻ rất rát. Vậy thì cái sự rát mông của cái thủ chim sẻ khi đối đầu với cả Kamachi ở trong cuộc đối đầu này. Kamachi vẫn đang ra được quân này. Ông này ăn hoàng đâu lục bền thế nhỉ? Hay là có ruộng rồi? Lại là bắt quần, và từ hẹn giờ các bạn chỉ thấy chim trẻ chỉ ngồi bắt quần của Kamachi thôi. Chứ chim trẻ chưa đi quản được dân của Kamachi. Lại là pha với e của chim trẻ. Vâng, chim trẻ thì đang muốn đánh cho Kamachi thấy sợ thì phải. Hình như là sẽ muốn đánh cho Kamachi thấy sợ. Kamachi cảm giác như đang hơi bất lực khi công vào nhà của game thủ chim trẻ. Mặt bên này lại có một con để móc may. Kamachi vẫn đang rất cố gắng. Mặc dù thì hiện tại tham ai của chim trẻ đang đè khoảng tầm, theo tôi đoán là khoảng tầm 51 hoặc 49 tham mai của Kamachi. Kamachi Sơn Nga tham mai khoảng tầm gần 70 đấy, đừng có đùa. Vâng, rất khỏe đấy. Gần 70 đấy. Vâng, tôi đã bảo rồi, Kamachi khỏe hơn sĩ, chắc chắn nó khỏe hơn luôn. Sẽ vừa để chết mất một dân. Nhưng sẽ lại về để bắt quân của Kamachi chẳng. Vâng, đốt nhà BA của Kamachi, sẽ không cần đi quản dân của Kamachi luôn. Lối chơi đang rất tự tin dành cái thủ chim sẻ, vẫn có nước quân này sẻ thua đấy. Có chứ. 98 hết 8 tiếng có gì?